những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được ttv b chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe Như Thảo, Minh Lam, Mến chào quý khán giả đến với bản tin thời sự lúc 21 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về triển khai thi hành nghị quyết số 129 ngày 8 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Báo cáo về những nội dung cơ bản và yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thi hành một số luật điển hình như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh, luật đường bộ, luật các tổ chức tín dụng, luật bảo hiểm xã hội, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan, đội mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay việc đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm vẫn còn diễn ra trên hồ Vũ Tiến và sông Phạm Cỏ Đông cũng như khu vực nội đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nỗ lực ngăn chặn giảm thiểu tình trạng này. Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện 20 lượt kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh và kiểm tra việc vận chuyển tàn trữ sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Kết quả phát hiện 7 trường hợp sử dụng lưới giớn, 3 trường hợp sử dụng xung điện, 1 trường hợp sử dụng lồng xếp để khai thác thủy sản nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Phát hiện 11 trường hợp tàn trữ lưới nhũi trên phương tiện nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Trong năm 2024, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh với 21 chuyến. Hiện đang thực hiện kiểm tra đợt 1 với 7 chuyến kiểm tra. Song song đó, ngành nông nghiệp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho người dân các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong thời dự kiến vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây, sẽ thả trên 237.000 con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản vào hồ dầu tiếng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc đẩy mạnh giải quyết phản ánh kiến nghị phục vụ người dân tổ chức trên ứng dụng y Hà Nội. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2024, ứng dụng y Hà Nội đã nhận được 846 phản ánh kiến nghị, trong đó gần 800 phản ánh kiến nghị hiện trường hơn 70 phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính. Đã có 523 phản ánh kiến nghị được giải quyết, dứt điểm. Tuy nhiên, một số cơ quan đơn vị trong thành phố chưa nghiêm túc, chậm trễ triển khai giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp để tồn động quá hạn 15 ngày. Vì vậy, lãnh đạo thành phố giao sở nội vụ chủ trì phối hợp văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra công vụ khi phát hiện các biểu hiện né tránh, đùng đẩy, xử lý chậm muộn, các phản ánh kiến nghị dẫn đến bức xúc, không hài lòng từ người dân đưa tiêu chí bệnh xét thi đua đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm đối với cán bộ đảng viên công chức viên chức trong đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ giao. Theo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 2.138 người mắc và 6 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca ngộ độc tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, so với năm 2023, số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm 4 vụ, tuy nhiên số ca mắc đã tăng hơn 1.400 người, tương đương 202%. Số vụ ngộ độc thực phẩm có xu hướng giảm ở khu vực miền núi phía Bắc, nhưng gia tăng ở khu vực Duyên Hải, miền Trung và khu vực Đông Nam Bộ. Một số vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, người dân và sản xuất của doanh nghiệp. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tăng cường truyền thông, quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn tại những nơi đông người như bếp ăn tập thể, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là đối với các cơ sở sở cung cấp tiệc hiếu, hỷ, lưu động. Ngày 29 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, báo tuổi trẻ và Sài Gòn Tourist Group đã công bố chuỗi sự kiện Việt Nam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc. Việt Nam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc, sự kiện văn hóa ẩm thực đặc biệt sẽ diễn ra tại công viên Jeodo, thủ đô Seoul, Hàn Quốc trong hai ngày 5 và 6 tháng 10 năm 2024, gồm chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh phở, món ăn tiêu biểu mang nhiều tinh túy của văn minh lúa nước Việt Nam. Trong những ngày diễn ra, nhiều thương hiệu phở nổi tiếng từ Việt Nam cùng một số hiệu phở nổi tiếng tại Seoul sẽ phục vụ thực khách Hàn Quốc thưởng thức, giúp họ hiểu hơn về tinh thần diệt trong món ăn nổi tiếng của người Việt với khoảng 80 quầy phở và các món ăn khác. Cuộc điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc tiểu số năm 2024 đã đi được hơn nửa chặng đường. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp số liệu thông tin phản ánh rõ nét bức tranh kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc ở nước ta sau một chặng đường dài kể từ năm 2019. Với việc tiêu chí xác định địa bàn thay đổi theo hướng mở rộng, số địa bàn và số hộ lấy mẫu cũng tăng lên đáng kể, cao nhất so với những lần điều tra trước, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất của ngành thống kê trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra. Là cuộc điều tra diễn ra phần lớn ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc tiểu số khó khăn về địa lý là một chuyện. Nhưng làm thế nào để bà con hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ cũng là một vấn đề đặt ra. Bởi đây là yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin nói riêng, sự thành công của cả cuộc điều tra nói chung ông Trần Văn Thạch, cục trưởng cục thống kê tỉnh Hòa Bình cho biết. vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì thì là điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn và thứ hai là đặc biệt cái đặc thù bà con cái thời gian đi làm nương dậy chúng tôi cũng đã tập trung để làm tốt cái công tác tuyên truyền Đấy, làm sao để cho nhất là chủ hộ gia đình được điều tra để hiểu được mục đích ý nghĩa của cái điều tra để chủ hộ sẵn sàng cung cấp thông tin so với hai lần trước, cuộc điều tra thu thập thông tin lần này ứng dụng phần mềm phiếu điều tra KPI tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin. Tuy nhiên, lượng câu hỏi điều tra thu thập thông tin lại lớn hơn rất nhiều với 114 câu, chưa kể nhiều địa bàn đã bước vào mùa mưa lũ. Đây cũng là một thách thức không nhỏ. Anh Đinh Ích Hiếu, tổ trưởng tổ điều tra, xã Quang Thành, Nguyên Bình, cao bằng thông tin địa bàn rộng người dân sống thưa thớt chủ yếu người dân là làm nông nên là thường xuyên không có mặt ở tại hộ thường xuyên là phải đi lại nhiều lần thì mới gặp được sắp xếp vào buổi trưa hoặc buổi tối tránh những giờ bà con đi làm trên lương và tạo sự thoải mái nhất cho bà con để trả lời để hoàn thành những câu hỏi phỏng vấn trong cuộc điều tra khắc phục khó khăn, ngành thống kê và các địa phương đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để cục điều tra về đích vào ngày 15 tháng 8, theo đúng kế hoạch. Tổng cục thống kê cho biết, tính đến ngày 29 tháng 7, lượng phiếu điều tra hộ dân thu về đạt tỷ lệ gần 70%, trong đó Bình Phước dẫn đầu về tiến độ, tiếp đó là Hậu Giang, Bạc Liêu, Hà Tĩnh. Các địa phương khác tiến độ cũng đều đạt so với kế hoạch đề ra. Cùng với tiến độ, chất lượng điều tra cũng được đặt lên hàng đầu nhằm mang lại những con số sát thực chất những thông tin giá trị phục vụ cho sự phát triển của cả đất nước nói chung và mỗi địa phương, mỗi bản làng nói riêng. Bộ Tài chính Anh thông báo chính thức nước này có kế hoạch cắt giảm ngân sách hơn 13,5 tỷ bảng Anh, tương đương 17,3 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới, nhằm bù đắp khoản chi dược ngân sách 22 tỷ bảng của chính phủ tiền nhiệm. Phát biểu trước Hạ viện Anh, Bộ trưởng Tài chính Richard River cáo buộc chính phủ tiền nhiệm đã không công bố các khoản chi thực tế, vốn kiến mức thâm hụt ngân sách đã tăng lên 25% trong năm nay. Theo kế hoạch chi tiêu mới, một loạt dự án xây dựng trường bộ và khôi phục đường sắt tại Anh sẽ bị loại bỏ. Bên cạnh đó, chính phủ mới tại Anh cũng chấp nhận các khuyến nghị độc lập về việc tăng lương cho chuyên chức nhà nước như giáo viên hay nhân viên y tế với chi phí lên tới 9 tỷ bảng. Bà Privo cho biết dự kiến sẽ đệ trình kế hoạch ngân sách hoàn chỉnh vào ngày 30 tháng 10 tới, mà trong đó sẽ bao gồm cả những quyết định khó khăn hơn nữa như tăng thuế. Nước Mỹ đang phải đối mặt với hơn 100 đám cháy rừng, trong đó đám cháy Black Friday ở phía Bắc bang California đã trở thành đám cháy lớn thứ sáu trong lịch sử nước này, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Tính đến ngày 29 tháng 7, đám cháy này đã thiêu rụi gần 150.000 hecta đất, lớn hơn diện tích của thành phố Los Angeles. Gần 4.900 lính cứu hỏa đã được huy động cùng với 33 trực thăng, 400 xe cứu hỏa và nhiều máy bay để khống chế ngọn lửa, hơn 100 công trình đã bị thiêu rụi, 26.000 cư dân đã được lệnh sơ tán từ chiều ngày 29 tháng 7, trong bối cảnh khói mù gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí của khu vực Tây Bắc nước Mỹ và miền Tây Canada. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm làm bùng phát đám cháy Park Fire. Hình ảnh ghi lại cho thấy người này đã đẩy một chiếc xe hơi đang bốc cháy xuống rảnh nước hôm 25 tháng 7. Một điều kỳ diệu đã xảy ra ở dãy đất xung đột Gaza một bé trai Palestine đã chào đời an toàn và khỏe mạnh dù mẹ của bé đã tử vong trong một trận không kích của Israel. Một phép màu đó là từ mà mọi người nói tới khi nhắc tới câu chuyện của cậu bé Malek Yassin. Mang thai 9 tháng, mẹ của bé Yassin đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Nhưng bằng một cách kỳ diệu, đứa con trong bụng cô đã may mắn sống sót và chào đời một cách an toàn sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp tại bệnh viện Al-Oda, nơi cô được đưa tới sau cuộc không kích. La Via Appia, biểu tượng của La Mã cổ đại và các cuộc chinh phạt của đế chế này tại Italy vừa được chính thức được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Đây là di sản thứ 60 của Italy được UNESCO vinh danh. La Via Appia được xây dựng vào năm 312 trước Công nguyên. Con đường này vẫn là biểu tượng của sức mạnh và tầm nhìn xa của đế chế La Mã, trở thành một trong những con đường quan trọng nhất trong thời kỳ này. Ban đầu, con đường này kết nối với Rome, với Capua, được rộng mở đến Benevento và sau đó đến Taranto cho đến khi tuyến đường được nối đến thành phố Rindisi vào khoảng năm 1990 trước Công Nguyên. Phân tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 21 giờ của Đài Phát Thanh và Trường hình Tây Ninh. Chương trình cho biên tập viên Bị Tuyền, Phát Thanh viên Như Thảo, Minh Lam, Kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.